Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình trở lại làm một cái đề tài nó xưa, nhưng thật sự bài viết này mới xuất bản ngày 20 tháng 4 năm 2020. Nói về một sự kiện, đó là tại sao Alexander Rhodes vận động Pháp đánh chiếm Việt Nam. Lời phi lộ trong bài viết này, tác giả phân tích động lực khiến cho linh mục Alexander Rhodes vận động Pháp đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Hai yếu tố chủ yếu làm động lực cho tất cả hoạt động của Rhodes ở Việt Nam là: một là giáo sĩ dòng tên, và hai chính tình Âu Châu từ giữa thế kỷ 15 cho đến giữa thế kỷ 17. Bài viết này gồm có các tiết mục như sau: 1. Dẫn nhập. 2. Ảnh hưởng của giáo hội La Mã và dòng tên. 3. Tình Âu Châu từ giữa thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 17, nước Pháp trở thành trưởng nữ của giáo hội La Mã. 4. Kết luận. Ta đi vào từng phần một. Thứ nhất, dẫn nhập. Từ thế kỷ thứ 15, vai trò của các nhà truyền giáo Âu Châu, giáo sĩ đạo Kitô rất tích cực trong các đoàn thám hiểm thế giới, nhất là sau khi Bồ Đào Nha tìm ra con đường hồ tiêu. Lúc đó quốc gia Vatican tự coi là trung tâm của vũ trụ. Quốc gia này theo chế độ tăng lữ quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền, ôm đồm cả thần quyền lẫn thế quyền. Vì thế quyền đó là quốc gia Vatican. Về thần quyền, họ theo Kitô giáo. Giáo triều Vatican thực sự là tòa thánh Vatican, là cơ quan đầu não của cả quốc gia Vatican và giáo hội La Mã. Họ luôn xem bất cứ cái gì thuộc về giáo hội La Mã đều đúng, đều tốt đẹp, đều thánh thiện. Còn tất cả cái gì thuộc về các dân tộc, thuộc các nền văn hóa khác đều đáng khinh, đều xấu xa, đều đáng tiêu diệt. Bước đầu của sự tham lam của tòa thánh La Mã có thể tính từ năm 1452. Giáo hoàng Nicholas thứ năm năm 1447 năm 1455 bằng sách chỉ Dom Devrient 18 ngày 18 tháng 6 năm 1452 cho vua Bồ Đào Nha là Alfonso thứ năm có quyền bắt các dân bản xứ làm nô lệ. Tiếp theo, ngài ban hành thêm sách chỉ Romanus Pontifex vào ngày 8 tháng 6 năm 1454, khẳng định thêm sự thống trị của Vương quốc Bồ Đào Nha trên tất cả các vùng đất phía Nam, Cap Bojador ở châu Phi, đồng thời khuyến khích việc chiếm giữ các vùng đất của dân Saracen Á Rập theo Hồi giáo và những người không theo đạo Chúa Kitô. Sách chỉ Romanus Pontifex là một ví dụ quan trọng chứng minh tham vọng của giáo điều Vatican. Đời làm chúa tể trên toàn thế giới, họ nắm giữ vai trò điều chỉnh các mối quan hệ giữa các ông vua thuộc Kitô giáo và giữa các Kitô hữu với những kẻ ngoại đạo. Nội dung sách chỉ này Romanus Pontifex về việc cho phép Bồ Đào Nha chiếm hữu các miền đất khám phá được, đòi hỏi các nhà thám hiểm và các giáo sĩ phải cài đạo và biến dân bản địa trở thành nô lệ vĩnh viễn. Nên nhớ là khi cải đạo, người theo đạo Chúa bị gọi là chiên, là một con vật ngu và hiền, sẽ theo lệnh chủ chăn cho đến chết. Những điều kiện đó được viết rõ trong sách chỉ Romanus Pontifex. Những sách chỉ này sẽ được khai triển thêm sở phần 3 ở dưới đây. Đó là sơ lược bối cảnh chính trị tôn giáo với những nhà thám hiểm và các giáo sĩ Bồ Đào Nha. Họ đã sớm viếng thăm nước Nhật, Trung Hoa, Mã Lai. Những nước Á Châu này sẵn có một nền văn minh bền vững, không Kitô. Họ không hề dễ dàng tiếp nhận văn hóa Kitô như các thổ dân khác ở các miền Âu Châu và Mỹ Châu thời đó. Nhưng đó là vấn đề khác, không đề cập ở đây. Về phía người Pháp, Alexander Rhodes
còn là giáo sĩ đắc lộ, là nhà truyền giáo người Pháp đầu tiên đến dò thám Việt Nam theo chân các giáo sĩ Bồ Đào Nha, cùng ảnh hưởng bối cảnh chính trị tôn giáo của giáo hội La Mã như Bồ Đào Nha. Bản chất của Alexander Roth do xuất thân từ dòng tên lại được huấn luyện trong môi trường giáo dục và văn hóa của dòng tên, điều này được khai triển ở phần tiếp theo. 2. Ảnh hưởng của giáo hội La Mã và dòng tên. Riêng về giáo hội La Mã là cả một lịch sử đầy máu đối với nhân loại, và giáo hoàng John Paul đệ nhị phải xin lỗi khắp nơi và đã làm buổi lễ long trọng để xin lỗi thế giới vào ngày 12 tháng 3 năm 2000. Còn về các tội ác của giáo hội La Mã đối với Việt Nam, chúng tôi cũng đã gần hoàn thành tập hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Nhưng chưa in. Còn về sự giáo huấn của dòng tên, chúng tôi có thể tóm lược như sau. Dòng tên tiếng Anh là Sochtet of Jesus, Hiệp hội Jesus, là một dòng tôn nam thuộc giáo hội La Mã có trụ sở tại Roma. Dòng này tuyệt đối trung thành với giáo hoàng ở Roma do Ignatius of Loyola sáng lập với sự chấp thuận của giáo hoàng Paul đệ tam năm 1534-1549. Vào năm 1540, tiếng Wikipedia ghi nhận năm 1534, Ignatius và 6 chàng trai trẻ khác đã tập hợp và tuyên thệ về sự nghèo khó, khiết tịnh, và sau đó là sự vâng lời, bao gồm lời thề đặc biệt vâng lời giáo hoàng trong các đường hướng và công việc truyền giáo. Dòng tên gây ra nhiều tranh cãi về những vấn đề sau đây: tìm kiếm quyền lực, âm mưu chính trị, biện minh rất phi lý, chủ nghĩa bài Do Thái, và tranh luận thần học. Vì có những vấn đề như trên nên vào năm 1761, văn hào Voltaire mới tuyên bố rằng phá được dòng tên, tức là phá được cái tôn giáo ác ôn này. Vậy ta thử tìm hiểu đặc tính của dòng tên xem sao. Một tác giả chắc nói nguyện ghi nhận như sau: dòng tên là một dòng tu đặc biệt của công giáo La Mã, mang tên Chúa Giêsu từ căn ngữ tên của Chúa, và các tu sĩ dòng tên được gọi là Jesus. Đặc tính của các tu sĩ dòng tên là cực kỳ hung hăng, hiếu chiến. Nhưng những tên lính xung kích trong công tác phá hoại các tôn giáo khác và chống các chính quyền không tuân phục La Mã. Do đó dòng tên được La Mã đặt tên là Đạo Chinh của giáo hội. Đoàn quân của Chúa Giêsu. 2. Lời thề dòng tên đòi hỏi những người muốn gia nhập dòng tên phải cam kết triệt để tuân thủ và tuân hành những điều cực kỳ phi lý, võ đoán và giả mang. Đoạn văn dưới đây chỉ là một phần nhỏ bé trong những điều mà những người tình nguyện gia nhập dòng tu này phải cam kết. Con tên gì đó, giờ đây trước sự hiện diện của Thiên Chúa Toàn Năng, của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria Thiên Liên, của các Thánh Thần Michael, Thánh John Baptist, các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và tất cả các vị thánh và thiên thần ở trên trời, và chưa ngài, thưa ngài, người cha tinh thần của con, cha bề trên tối cao của Hiệp hội Giêsu, dòng tên do Thánh Ignatius Loyola sáng lập trong nhiệm kỳ giáo hoàng Phaolô thứ ba và tiếp tục đến ngày nay, được tạo thành từ trong lòng của Mẹ Đồng Trinh, trong lòng của Thiên Chúa và quyền năng của Chúa Giêsu, xin tuyên bố và thề rằng Đức Thánh Giáo Hoàng là phó nhiếp chính của Đấng Kitô và là vị chủ chân thật và duy nhất của Giáo hội Công giáo Hoàn cầu, và vì những chìa khóa để buộc và buông đã được Đấng Cứu Rỗi của tôi Giêsu chết trao cho Đức Thánh Cha, cho nên người có quyền trút phế những vua chúa, quốc gia, chính quyền, dị giáo, tất cả đều bất hợp pháp,
vì không được giáo hoàng chuẩn nhận, cho nên đều phải hủy diệt. Do đó với hết sức khả năng của con sẽ bảo vệ giáo lý về quyền hành của Đức Thánh Cha, chống lại mọi kẻ thoát vị. Của những kẻ dị giáo hay Tin Lành hay bất cứ kẻ nào khác, đặc biệt là những kẻ theo Luther của Đức, Hòa Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, và quyền năng tự tạo của những giáo hội Anh, Scotland và mọi tông phái tương tự ở Ái Nhĩ Lan, và những kẻ dị giáo chống lại giáo hội Mẹ Thiêng Liêng ở La Mã. Nay con tuyên bố từ bỏ mọi sự trung thành đối với bất cứ ông vua, ông hoàng hay quốc gia nào theo Tin Lành hay chủ thuyết tự do, và không tuân lệnh bất cứ quan tòa hay viên chức chính phủ nào, và là những luật lệ của họ. 3. Học giả Chắc Lê Nguyễn sưu tầm các định nghĩa của người tu dòng tên còn gọi là Jesus để nhận xét bản chất của họ như sau. Mọi từ điển trên thế giới đều có chung một định nghĩa về danh từ Jesus. Tu sĩ dòng tên là người ngụy biện, giả nhân, giả nghĩa, kẻ xảo trá, phản phúc. Ngoài ra trong các tác phẩm Genman, Tesson xuất bản năm 1954, tác giả Đức Don Sepp đã viết Jesus. Danh từ Jesus tu sĩ dòng tên bao gồm một danh sách dài của những tiếng đồng nghĩa, hai mặt phản chất, gian trá, gieo rắc độc hại, gây chia rẽ, lừa lọc, nói dối, thương xót giả tạo, không biết trọng danh dự, thiếu thành thật, bất lương, chẳng bao giờ nói thật. Người Pháp có câu cách ngôn rất hay: khi nào có hai tu sĩ dòng tên đi với nhau, luôn luôn tạo ra thành ba thằng quỷ sứ. Do đó chẳng lạ gì đã có nhiều tài liệu và các sử gia từ các nước ngoài đã ghi lại thành hành tung của giáo sĩ đắc lộ Alexandros. Lúc mới đến xứ An Nam làm công việc dò thám để chiếm đất và truyền giáo cải đạo lương dân, trở thành nô lệ vĩnh viễn cho giáo hội La Mã. Trong cuốn Việt Nam A History, The Fish Combo, Acorn, Việt Nam lịch sử, một mô tả đầy đủ về giai đoạn đầu của cuộc chiến Việt Nam, nhà sử học nổi tiếng Stanley Kanao viết như sau: Linh mục Alexander Roth sớm thấy uy tín Bồ Đào Nha ngày càng mờ nhạt, không còn ích lợi cho công giáo ở Á Châu. Ông nghĩ rằng có thể chinh phục tâm hồn người bản xứ bằng các giáo sĩ người Việt hiệu quả hơn là các thừa sai Âu Châu. Ông đến La Mã vận động việc bãi bỏ giáo lệnh của giáo hoàng có từ thế kỷ 15 cho Bồ Đào Nha, độc quyền khai thác Á Châu. Do sách chỉ Romanonius Pontifex năm 1454 và sách chỉ Inter Citeria năm 1493 nói trên, nhưng ông bị bồ chống đối quyết liệt và cũng khó suy chuyển các giới chức tại Vatican. Rồi ông lại trở về quê hương nước Pháp xin giúp đỡ để thành công. Ông thuyết phục cả hai thành phần lãnh đạo tôn giáo và thương gia Pháp bằng hình ảnh và là nước Việt Nam đã đến giai đoạn chín mùi để dân cải đạo theo công giáo và là một quốc gia thần tiên với tài nguyên vô tận. Ngay cả người đánh cá cũng dùng lưới làm bằng tơ. Nguyên văn: lúc diễn tả về ý định thầm kín của giáo sĩ dòng tên Alexander Roth, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ cũng đã trích dẫn lời của đô đốc Charles Meyer như sau: các giáo sĩ đã đến Việt Nam rất lâu trước khi có cuộc chinh phục đến Bắc Kỳ. Ngay từ năm 1624, Alexander Roth đã để lại xứ sở này những trang miêu tả hào hứng. Ông ta viết: đây là một xứ sở thần tiên, đẹp, phì nhiêu, khí hậu tuyệt vời, và lục lọi thì mang lại những điều bổ ích. Ông ta viết: dân chúng rất giàu và những thầy thuốc của họ rất giỏi.
khéo léo, công lý ngự trị khắp nơi, và tội ngoại tình thì bị nghiêm trị. Nguyễn Xuân Thọ, bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam năm 1858, năm 1879. Trong cuốn sách Saint-Raphaël năm 1000, sáng suốt năm 1994, trang 359. 3. Chính tình Âu Châu từ giữa thế kỷ 15 đến giữa thế kỷ 17. Vào khoảng giữa thế kỷ 15, Thái tử Henry Navigator của nước Bồ Đào Nha đã thành công trong việc thám hiểm các vùng bờ biển Tây Phi, tiến lặn xuống tới mũi Hảo Vọng, rồi lặn theo các vùng ven biển Đông Phi, đi ngược lên tới Vịnh Ba Tư, đi tới mũi cực nam của Ấn Độ và tới quần đảo Hồ Tiêu. Thấy rằng Bồ Đào Nha thành công trong việc thám hiểm này, Giáo hội La Mã liền ban hành một loạt sắc chỉ để làm món quà xã giao nhập cuộc, chuẩn bị cho ý đồ cấu kết với Bồ Đào Nha đem quân đi cùng chiếm đất, cùng cướp của, cùng giết người, cùng chiếm đoạt tài nguyên và cùng cưỡng bách các dân tộc bản địa ở các vùng đất mới được khám phá phải theo đạo Cao Tôn làm nô lệ cho cả Giáo hội La Mã và Bồ Đào Nha. Một trong những sắc chỉ này là sắc chỉ Romanos, được ban hành vào ngày 8 tháng Giêng năm 1454 trong thời Giáo hoàng Nicolas năm 1447 đến 1455. Đây là một sắc chỉ mang nặng tinh thần ăn cướp, ác tính, phi nhân, đại gian, đại ác. Linh mục Trần Tâm Tĩnh nói về sắc chỉ Romanios như sau: quyền lợi của Bồ Đào Nha đã được phân định rõ ràng trong sắc chỉ Romanos do Đức Giáo hoàng Nicolas thứ tư năm 1447 đến 1455 ra ngày 8 tháng Giêng năm 1454 theo quyền lực của Chúa ban và quyền lực của Tòa Thánh Đức Giáo hoàng ban cho triều đình Lisbon, Bồ Đào Nha toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Sara, tức người Ả Rập theo đạo Hồi. Các dân ngoại đạo và các kẻ thù khác của Giáo hội gặp bất cứ nơi nào được toàn quyền chiếm cứ tất cả các quân quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng, toàn quyền chiếm đoạt tất cả các của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn. Khi ban quyền cho người Bồ Đào Nha được chiếm mọi thứ lục lọc kể trên, Giáo hoàng đồng thời cũng muốn mở mang Đức Chúa sang các miền xa xôi. Và để nhà vua Bồ Đào Nha yên tâm hơn, Giáo hoàng ra lệnh cấm không một ai khác được phép đặt chân tới các vùng đất nếu không có phép của nhà vua, dành cho nhà vua độc quyền buôn bán và ra và tuyệt đối tuyệt thông tức khắc cho bất kỳ ai dám hành động ngược lại. Rồi khi ông Columbus khám phá ra Mỹ Châu vào ngày thứ sáu, 12 tháng 10 năm 1492, Giáo hoàng Alexander thứ sáu năm 1492 năm 1503 bèn tính đường ăn có với Tây Ban Nha bằng thủ đoạn ban hành sắc chỉ Intercept với nội dung chia đôi địa cầu ra làm hai, đông bán cầu ban cho Bồ Đào Nha và Tây Bán Cầu cho Tây Ban Nha. Ngày 4 tháng 5 năm 1493, qua sắc chỉ Intercept giữa những điều khác, Giáo hoàng Alexander thứ 6 giao quyền chinh phục cùng các vua kể trên mà các dân phương Tây chưa từng biết cho các triều đình trước đây Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha có quyền đi chiếm tất cả các đất đai gặp được ở 100 dặm kể từ quần đảo Aso, còn Bồ Đào Nha tất cả các nước nằm ở mạn đông đường ranh đó. Quần đảo Aso nằm ở dạng giữa các đôi Đại Tây Dương.
Hành động ngang ngược này của giáo hoàng Alexander thứ 6 làm cho các vua chúa các cường quốc Âu Châu như Anh, Pháp, Hà Lan vô cùng bất mãn. Cũng vì thế mà Pháp hoàng Francis năm 1515-1547 mới tuyên bố rằng: ai có thể chỉ cho ta biết tờ di chúc của ông tổ Adam để lại quả địa cầu này cho riêng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha? Chính quyền Anh quốc cũng chống lại hành động ngang ngược này của giáo triều Vatican, rồi đối đầu với cả giáo triều Vatican và Tây Ban Nha. Vì không tôn trọng cái sắc dị ngược ngạo trên đây của giáo triều Vatican mà đã nảy sinh ra nhiều trận đụng độ giữa hải quân Anh và hải quân Tây Ban Nha. Những tàu thuyền của Tây Ban Nha chứa đầy những củ cải, vàng bạc, châu báu ăn cướp được ở châu Mỹ Latin trên đường di chuyển về chính quốc. Những tàu thuyền đó của Tây Ban Nha thường xuyên bị hải quân Anh chặn đánh để cướp đoạt những củ cải ăn cướp này. Gây go và ác liệt nhất là trận đụng độ xảy ra vào cuối tháng 7 năm 1588 ở biển Manche, và hải quân Tây Ban Nha bị thảm bại nặng nề. Sự kiện này được sách This is America Story nói như sau: trận chiến ác liệt kéo dài trong nhiều ngày, và sau cùng hạm đội Tây Ban Nha phải chạy trốn ra ngoài eo biển Anh, nhưng vẫn bị các chiến tàu Anh truy kích ráo riết. Thời tiết lại thuận lợi cho quân Anh, gió thổi lên dữ dội, đoàn quân chiến bại của Tây Ban Nha chạy thoát được, nhưng lại bị gió thổi đánh dạt vào bờ hay bị cuốn vào lòng biển. Những chiếc tàu còn lại vô vọng chạy tán loạn. Nước Tây Ban Nha kiêu hùng giờ trong thời gian cả trăm năm thì giờ bị thảm bại nhục nhã, mất đi 1/3 chiến tàu và hàng ngàn quân sĩ. Sau trận hải chiến thất bại này, sức mạnh của Tây Ban Nha bắt đầu lung lay. Cả gần một thế kỷ, Tây Ban Nha đã từng là một quốc gia hùng mạnh nhất Âu Châu. Nhưng giờ đây, Anh quốc đã cho thế giới thấy rằng Tây Ban Nha đã bị đánh bại. Và từ đây, nhân dân các quốc gia khác có thể đến định cư lập nghiệp tại tân thế giới mà không còn sợ bị Tây Ban Nha ngăn chặn. Kể từ đó, hải quân làm chủ mặt biển, Tây Ban Nha không còn là một cường quốc Âu Châu để cho giáo triều Vatican hy vọng cấu kết với giáo hội La Mã đem quân đi đánh chiếm đất đai ở các vùng đất ngoài Âu Châu. Nước Pháp trở thành trưởng nữ của giáo hội La Mã. Tổng lược một số biến cố quan trọng dồn dập đẩy xảy ra ở Âu Châu từ đầu thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ thứ 17 như sau. Như đã kể ở trên, từ đầu thế kỷ 16, chính tình và xã hội Âu Châu xảy ra nhiều biến cố làm suy yếu hai đế quốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nước Anh trở thành thù địch với giáo triều Vatican, gây tác động mạnh đến cái nhìn người dân Âu Châu đối với giáo hội La Mã. Thực trạng này khiến cho Tòa Thánh Vatican chỉ có thể tìm cách cấu kết với chính quyền của quốc gia này đem quân đi chinh phục các vùng đất ở ngoài lục địa Âu Châu để mở mang nước Chúa. Đó là các biến cố: một, phong trào Tin Lành dưới quyền lãnh đạo của linh mục Martin Luther năm 1483-1546 bùng lên ở Đức vào năm 1517 rồi càng ngày càng lan rộng ra gần khắp châu Âu. Biến cố này làm cho giáo hội La Mã và toàn thể con chiên Kitô ở Âu Châu vỡ ra làm hai khối. Một, khối Kitô La Mã chỉ còn là một chính quyền mấy nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi còn trung thành với giáo triều Vatican. B là hai, khối Tin Lành chống lại giáo điều Vatican, xin hiểu là giáo hội La Mã hay hệ phái Kitô La Mã. Khối này gồm hầu hết các quốc gia ở các vùng Trung Âu và Đông Âu, Bắc Âu. Hai, dậu đổ bìm leo, thấy rằng giáo điều Vatican đang phải bận tâm đối phó với phong trào Tin Lành trên đây phải phát khởi từ nước Đức và Iran tràn gần khắp Âu Châu năm 1534. Anh hoàng
Henry thứ 8 năm 1509 đến 1547 liền lợi dụng cơ hội bằng vàng này để thoát khỏi nanh vuốt của giáo triều Vatican bằng hành động ban hành sắc lệnh quyền tối thượng, thành lập Anh giáo và chính nhà vua trở thành giáo chủ của hệ phái tôn giáo này. Kể từ đó, Anh quốc không còn bị lệ thuộc vào giáo triều Vatican nữa. Sau đó, toàn bộ bất động sản của giáo hội La Mã trên lãnh thổ nước Anh bị quốc hữu hóa. 3. Dòng tên được ra đời với mục đích để cứu nguy giáo hội La Mã bằng đủ mọi cách chống lại các phong trào tin lành đang mở rộng, đang nở rộ khắp mọi nơi ở Âu Châu. Học giả Charles Nguyễn viết về vấn đề này như sau. Dòng tên của gã đại gian manh Loyola được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1534 dưới danh hiệu là Hiệp hội Jesus, được long trọng làm lễ ra mắt tại nhà thờ trên đồi Montaigne, Pháp. Từ đó dòng tên trở thành xương sống của giáo hội Công giáo La Mã. Đường lối của dòng tên được xây dựng trên nguyên tắc trầm tư siêu việt, phối hợp với đủ thứ môn học cao cấp nhất của Âu Châu lúc đương thời. Năm 1537, dòng tên được Vatican giao trọng trách đánh phá các giáo phái tin lành. Năm 1541, chức vụ bề trên cao nhất của dòng được đổi thành bề trên cả thay vì chức thống tướng. Năm 1550, bản hiến chương của dòng tên được ban hành xác nhận nhiệm vụ đi khắp thế gian rao tin mừng của Chúa và dùng mọi phương tiện có thể đạt mục tiêu dưới sự phù hộ của Thiên Chúa nhằm cứu rỗi các linh hồn phải lìa khỏi xác. Kết quả là các dòng tu sĩ dòng tên đã bắt cóc và làm đổ vỡ nhiều quốc gia. Họ đã gây chiến và mưu sát nhiều vua chúa, tổng thống, trong đó có Abraham Lincoln. Dòng tên là một công cụ tinh vi nhất của Vatican để thực hiện chủ nghĩa đế quốc tinh thần. Trung Nam Mỹ Châu là sân khấu lịch sử thể hiện rõ nét nhất cái gọi là sự kinh hoàng thánh thiện của dòng tên, nhất là dòng tên của Tây Ban Nha, một dân tộc ham mê môn đấu bò, không phải vì ham mê thể thao mà chỉ vì là màu đỏ huyết dụ của máu mới đủ sức gây khoái cảm cho bản chất bạo, cho bản chất bạo dâm tinh thần của họ. 4. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh quốc đã trở thành chủ nhân ông của nhiều thuộc địa ở ngoài lục địa Âu Châu. A. Bồ Đào Nha trở thành chủ nhân xứ Indonesia, làm chủ hải lộ hồ tiêu từ Âu Châu đi về Indonesia, nước Tây Ban Nha, nhiều nơi khác. Nhờ vậy mà quốc gia này trở nên giàu có. B. Tây Ban Nha cũng đã cưỡng chiếm các quốc gia châu Mỹ Latin và Phi Luật Tân và trở nên hùng mạnh. C. Anh quốc cũng đã chiếm được xứ Ấn Độ hết sức rộng lớn làm thuộc địa, và từ năm 1620 cũng đã thành công trong việc thiết lập được một số thuộc địa ở Bắc Mỹ và trở thành bá chủ mặt biển. 5. Trong khi đó, nước Pháp trở thành quốc gia hùng mạnh nhất ở lục địa Âu Châu. Thế nhưng vì được phỉnh định và trưởng nữ của giáo hội La Mã mà quốc gia này phải bận tâm lao vào cuộc chiến lâu dài chống nhau với các quốc gia theo Kitô tin lành. Như đã nói ở trên, vì thế mà tới giữa thế kỷ 17, Pháp vẫn chưa có một thuộc địa nào ở ngoài lục địa Âu Châu. Ngoài một mảnh đất nhỏ ở nơi khỉ ho cò gáy, ở vùng Quebec, Canada, đúng là được tiếng khen, ho hen chẳng còn. Kết luận, với tình hình Âu Châu lúc đó là như vậy, Alexander Roth vừa là người Pháp, vừa là một linh mục xuất thân từ dòng tên như mô tả ở trên. Với lòng tuyệt đối trung thành với giáo triều Vatican, ông chắc chắn cương quyết liều chết chống lại các thế lực thù địch của giáo hội La Mã. Để được vậy, ông hết lòng phục vụ cho quyền lợi Kitô La Mã và mong muốn dùng sức
mạnh quân sự của Pháp để đi đánh chiếm các vùng đất ở ngoài Âu Châu làm thuộc địa và biến dân bản địa thành nô lệ vĩnh viễn. Hành động như vậy vừa có thể mở mang nước Chúa cho giáo hội La Mã, vừa giúp cho nước Pháp trở nên hùng mạnh không khác gì nước Anh, nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đó là động lực chính yếu và là lý do mà linh mục dòng tên Alexander Ross quyết tâm tích cực thi hành điệp vụ thâu thập các thông tin tình báo chiến lược ở Việt Nam. Những bản báo cáo của ông được đúc kết thành bản tường trình gửi về giáo triều Vatican để làm tài liệu soạn thảo kế hoạch đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Trong quyển Hành trình và thuyền truyền giáo, xin đọc di hài của nền đạo lý Thiên La Đắc Lộ. Nhân đọc cuốn Hành trình và truyền giáo của Alexander Ross, tác giả Trần Trung Ngọc. Ông kể lại chuyến về thăm giáo hoàng ở Roma, rồi thân hành sang tận kinh thành Paris để thuyết phục triều đình vua Louis thứ 16 năm 1643 năm 1715. Cấu kết với giáo hội La Mã để xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Cuộc vận động này thất bại. Chi tiết về hoàn cảnh nước Pháp lúc bấy giờ không thể thực hiện một cuộc viễn chinh như ước nguyện của Alexander Ross đã được chúng tôi trình bày trong tiểu mục lần thứ nhất trong bài viết Vatican 5 lần vận động ngoại cường đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Đến đây tôi nghĩ các bạn đọc đã rõ hết các động lực và ý lý do Alexander Ross sang Việt Nam để do thám dưới lớp vỏ bọc truyền giáo. Tuy thất bại trong việc vận động quân sự của Pháp, nhưng Alexander Ross đã thành công để lại một thứ vũ khí xài mãi không hề mòn, đó là cuốn Phép Dạng 8 Ngày. Xem Phép Dạng 8 Ngày hạt giống chia rẽ lương giáo của trang nhà sách hiếm để tiếp tục công việc phá hủy nền văn hóa bản địa và biến cải một số dân thành những bầy nô lệ vĩnh viễn cho Vatican hay giáo hội La Mã theo tinh thần sắc chỉ Romanus Pontifex của giáo hoàng Nicholas thứ 5. Như vậy ông Ross đã làm tròn sứ mạng và lời thề, lời nguyền của một tu sĩ dòng tên mà ngày nay một Việt Nam phải gánh chịu hậu quả không biết đến bao giờ mới hết. Trân trọng, Nguyễn Mạnh Quang, California, ngày 22 tháng 4 năm 2020. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn các bạn vào clip sau và làm tốt hơn và thông suốt hơn.